Sáng thôi. Cá, bánh mì bọc kho 100 g. Cá, 1 bánh mì bọc kho. Dạ, có 2 bọc kho, 1 bánh xanh. Không có. Cuốn chả cá đi. Dạ, 1 cuốn chả cá, 1 bọc kho. 1 cuốn chả cá, 1 bánh canh chả cá. 1 bánh mì bọc kho cho con nha. Em anh hai nhìn 3 tô rưỡi tô để. Dạ. 1 bánh canh. Dạ. 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 Không. Trong kia có thịt mà sao đây không có thịt? Mày ăn chay mà thịt à cái gì? Rau ở bên trong. Ok. Ok. Em ăn gì? Rồi để thằng đó nó tự vô trong ghê quá. Dạ. Bánh canh marina. Ngon không? Có chả cá. Nấu cái vị của miền gì không biết nữa. Là đại loại không phải là miền Nam. Đây là gì nè? Bò kho với bánh mì. Sau lưng là nguyên một cái view cực kỳ đẹp luôn. Đồng ruộng, mênh mông. Trong quán có gì hay không? Kéo không? Thử cái này coi. Ta thường thường ăn từ lưa, từ la, cả bánh mì. Muốn lượn ra tới Nha Trang rồi. Đó. Đây nó có cái gì? Tương ớt. Tương ớt, ớt hả? Ớt thì kiểu... phải mắm hả? Cho chút tương ớt vô. Rồi ăn sáng thì chuẩn bị đi bơi. Miếng ra mà đi chứ. Cả nhà qua đây chơi. Chơi gì vậy? Thì ăn thôi. Có khi ăn no rồi lại làm gì, ngồi nghỉ ngơi một chút. Để cảm nhận tự do tự tại của một ngày chủ nhật. Không có bình yên tới kiểu gì. Đây, tôi mang bình. Không có cười nha. Thấy sự bình yên chưa? Nhìn xuống dưới đây là thấy bình yên. Rất là bình yên ngon. Rồi bây giờ mới ăn sáng. Ở đây bộ không có đồ ăn sao phải đi siêu thị mua. Ui. Cuối tuần đến rồi. Đi bơi. Sao sáng giờ bơi mấy vòng rồi, hai đứa hai đứa gái bơi mấy vòng? Chưa có tan hết cái bánh giò con đâu. Con bơi thêm 6 vòng nữa đi. Còn bị 3 vòng rồi. Bơi thêm 9 vòng nữa đi. Tokobuki của con gì đâu phải. Đâu, cái đó là mì. Bơi đúng 10 vòng. Ok. Cải xuống luôn. Rình cái này hả? Không được đâu. Thôi coi. Thôi nằm với bộ cũng khác nước cái bộ. Ừ. Thôi xong chưa? Chưa nắng. Gần bị đít đó. 5.000 chai. Quá, dễ nhiều. Rồi bây giờ dự định bơi mấy vòng? Bơi một vòng thôi, một lần qua anh kia nha. Ok. Ok, rồi bắt đầu đi. Chú xuống luôn, 1, 2, 3. Cái gì kỳ vậy? Xuống. Bơi. Rồi sau khi nghe 1, 2, 3 là bơi nha, bắt đầu. Mà bún bơi gì cũng được ha. Bơi chó, bơi ếch, bơi rùa, bơi rắn gì cũng được nha. 1, 2, 3. No.
một không. Yeah. Rồi bây giờ tới tiết mục bơi ngửa, ba đứa ngồi trên bờ quay lưng lại, quay lưng lại. Bây giờ sau khi mà nghe 1, 2, 3 là ngửa xuống nước, đạp vô cái thành cái bơi qua kia, ai mà bơi về trước thì đó thắng nha. Bắt đầu nha, rồi chưa? Bên kia ngồi vô giữa chút xíu. Rồi, bắt đầu chưa? 1, 2, 3. Rồi mấy này đang bơi giống như là vượt biên hả? Mới tết nữa, tết nữa, tết nữa, tết nữa. Giờ nó bơi sắp luôn rồi. Còn này thua. Rồi đứng đằng sau lưng rồi, ghê về trước chưa? Còn mấy mét nữa. Mệt quá. Bơi ngửa mà. Rồi. Cuối cùng bơi sắp hay bơi ngửa, bơi tè le á. Dạ. Con này dễ thắng rồi. Rồi ok, ghê về chót. Con này chưa chạm tường nữa. Rồi kia bận áo đen là về chót. Cho con chơi á. Chuẩn bị 2, 3. Tới đây rồi. Lặn tiếp nữa. Hả? Lặn tiếp nữa vô trong kia luôn. 2, 3. Cái gì đâu mà toàn là bơi không, đâu có thấy lặn đâu. Con có lặn không nữa vòng đâu. Con thở ba lần rồi. Mệt con đâu? Có lặn. Mệt đâu? Giờ mệt. Ê mệt đâu? Giờ mệt. Kìa. Rồi giờ chút nữa bơi từng thằng lặn xuống nha. Lặn xuống sát hồ đây, quay xuống dưới sát hồ nha. Trời ơi bình thường lặn. Rồi bây giờ bắt đầu tiết mục lặn bắt đầu nha. Bây giờ lặn làm sao là phải sát xuống hồ bơi nha. Dạ. Rồi, hai bơi ếch nha. 2, 3. Đó là bơi chứ đâu phải lặn đâu. Con định lặn mà xuống được. Lặn đây vậy nè, hợp xuống nè, hợp xuống, hợp xuống, mở mắt đây nha. Hay quá. Yeah. Sao quá.
quá. Mày thấy không vậy? Hả? Trời. Quá vậy đó. Trời ơi. Ok, chuẩn bị nhảy nha. Cổng nhảy 1, 2, 3. Rồi, ok. Rồi nắm tay. Rồi bước lên thành bậc đen. Rồi chuẩn bị là nhún nhảy, ba thằng người nhún nhảy nha. 1, 2. Đó. Rồi chuẩn bị vô, giơ tay lên, chuẩn bị vô. Rồi đứng lên đây nha. Rồi bây giờ tiết mục này là bây giờ lặn tìm chai nước. Đây, thầy bước đây. Quăng xuống dưới hồ, mà ai mà lặn xuống tìm cầm được chai nước lên là người đó thắng cuộc. Chuẩn bị chưa? Bây giờ ha, thầy chuẩn bị nha. Chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Rồi đó. Mày đâu có lặn đâu, nó nổi mà. Ủa mà cái đó nó nổi. Đưa lại chứ phải cho nó chìm xuống đi. Làm lại. Đây chú. Đây em dạy dõi tôi. Em ơi. Ủa. Thầy dừng cho bó đi chú. Bỏ ai có bụng gì vậy? Đây chú. Bên bỏ cái ấy ra. Nhanh đi. Thầy chưa? Thầy quăng cho nó chìm nước nha. Quăng cho nó chìm mà xong đấy nha. Bắt đầu. Ê, nó nổi.